Việt Nam là một quốc gia có dân số trên 82 triệu người và đang trên đà phát triển rất nhanh trong vùng Đông Nam Á. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trẻ em đường phố và trẻ mồ côi nghèo khó chưa được sự chú ý và chăm sóc đầy đủ của các cơ quan chức năng. Thật đáng thương thay, những mái đầu xanh phải lang thang kiếm sống bằng cách bán hàng rong, xin ăn hay đôi khi phải phạm tội trộm cắp. Tổ chức từ thiện VN Help tin rằng trẻ thơ sinh ra là những đứa trẻ vô tội và tất cả đều xứng đáng được nuôi dạy cùng chăm sóc với tình thương yêu để có thể trở thành những công dân tốt của xã hội mai sau. Tổ chức từ thiện VN Help khởi hướng chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi nhằm kết nối một vị hảo tâm tại Mỹ với một trẻ em mồ côi tại Việt Nam. Chương trình bảo trợ không chỉ bảo đảm điều kiện tài chính đầy đủ cho các cháu, mà còn tạo tình yêu thương giữa người bảo trợ và cháu nhỏ. Những trẻ thơ không cha mẹ và khao khát tình thương. VN Help hợp tác với các trung tâm nuôi dạy trẻ em đường phố và các viện mồ côi để lập hồ sơ các cháu và tìm người bảo trợ cho mỗi cháu. Con tên là Văn Mỹ Hảo, con 6 tuổi. 6 tuổi hả? Có một người ở Mỹ tên là Kim Lương sẽ tặng cho con một quà. Tên con tên là Văn Phúc Thọ, 8 tuổi. Thì có một cái quà của người ở Mỹ tên là Lương Kim sẽ gửi cho em nha. Tên con là Văn Ngọc Ngà phải không? Đúng. Con sẽ nhận được quà của Kim Hicks ở Mỹ đưa cho con nha. Chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi do VN Help khởi xướng sẽ bắt đầu thực hiện tại Viện Mồ Côi Chùa Diệu Giác, quận 2, Sài Gòn. Sau đó sẽ được mở rộng đến các địa điểm khác trong nước. Trẻ sống tại các viện mồ côi tuy đã may mắn có nơi nương tựa và được nuôi ăn học, nhưng sự thiếu thốn về mặt tình cảm là điều không tránh khỏi. Nếu có được sự quan tâm và chăm sóc ân cần của những người cha hay mẹ nuôi tại Mỹ, qua thư tín, quà cáp và thăm viếng, chắc chắn các cháu sẽ cảm nhận được tình thương yêu cao quý ấy. Niềm an ủi về tinh thần sẽ là một động lực thúc đẩy các cháu sống vui, sống mạnh, sống giỏi và sống ngoan. Chỉ với 20 Mỹ Kim một tháng, từ một vị hảo tâm, một cháu mồ côi sẽ được nuôi dạy thành người với đầy đủ vật chất và tinh thần. Các cháu
sẽ mang ơn vô cùng những người cha mẹ nuôi đã thương yêu đùm bọc các cháu. Cha mẹ nuôi sẽ nhận niềm hạnh phúc vô biên khi đã giúp đỡ thay đổi được cuộc đời một đứa trẻ đáng thương. VN Help sẽ là chiếc cầu nối tình thương yêu từ hai bờ đại dương. Xin mời các nhà hảo tâm bảo trợ một trẻ mồ côi tại Việt Nam. Nghĩa cử này sẽ giúp thay đổi cuộc đời của một em bé đáng thương và cuộc đời của chính quý vị. Con tên là Phước Lạc, con cảm ơn các cô chú đã giữ chúng con. Con tên là Văn Cát Tường, con cảm ơn cô chú cho gì con. Con tên là Văn Cát Tường, con cảm ơn ba mẹ đã cho con.